Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quý thính giả thân mến, tiếp theo ghi nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, mới đây, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã xác lập kỷ lục đối với nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học, một người con của quê hương Đắk Nông, là kiến trúc sư và nhạc sĩ sáng tác nhiều nhất các bài hát về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa của Việt Nam. Từ năm 2000, anh đã sáng tác tổng cộng 100 bài hát, trong đó có 89 bài về 63 tỉnh thành Việt Nam và 11 bài về các sự kiện văn hóa quốc gia. Trong chuyên mục Giai điệu quê hương hôm nay, trước khi nghe biên tập viên Bảo Trang trò chuyện cùng kiến trúc sư, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học về việc xác nhận kỷ lục mới này, mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Khúc Tình Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa. Đi dọc miền biên giới, anh đứng lại, nghe tiếng suối thầm thì màn sương răng phía núi rừng cùng trời thanh thang dòng dõi cuồng xoay mang nhạc nước đi hoài thấp thoáng bàn em ven ruộng lúa thật phơi làn nắng mới
lục lạc reo từ núi cao thật trời vời. Lẫn tiếng lục lạc reo từ núi cao. Thật trời. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa trong tác phẩm Khúc Tình Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học. Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học. Vâng, xin chào biên tập viên Bảo Trang, cũng như là rất vui được trở lại gặp gỡ khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV5. Lời đầu tiên thì Bảo Trang xin được chúc mừng nhạc sĩ đã nhận được sự ghi nhận của Tổ chức Kỷ lục Châu Á đối với các sáng tác về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa Việt Nam. Khi mình nhận được cái danh hiệu này thì cảm xúc của mình vỡ òa và dâng trào trong cái niềm hạnh phúc vô bờ, là một cái món quà rất là lớn đối với bản thân mình, dành tặng cho quê hương Đắk Nông nói riêng cũng như là cả Việt Nam nói chung, để cho mọi người trên khắp châu Á hiểu hơn về những cái nét đẹp, những cái nét văn hóa đặc trưng của vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam thông qua âm nhạc. Vâng, Bảo Trang vẫn nhớ lần trước là cái sự ghi nhận trong phạm vi Việt Nam thôi, và giờ thì đã vươn tầm ra khu vực rồi. Quả thực điều đó cũng rất bất ngờ đúng không ạ? Cái niềm tự hào của mình đến lúc này thì quá dâng trào rồi. Rất là hạnh phúc khi những cái sáng tác âm nhạc của mình đã vượt qua ngoài khuôn khổ của quốc gia, để mọi người châu Á, trong khu vực của châu Á hiểu hơn về một đất nước Việt Nam rất là gần gũi, rất là thân thiện, luôn luôn đón tiếp bạn bè bốn phương, cũng như là một đất nước đa sắc màu về văn hóa. Thì thông qua con đường âm nhạc, mình đã là ít nhiều đã làm được điều gì đó cho quê hương, cho đất nước, để mà mọi người hiểu hơn Việt Nam của mình. Thì khi mà mình nhận được kết quả ngọt ngào từ Tổ chức Kỷ lục Châu Á đóng tại Ấn Độ, bản thân mình là giống như là lúc đó là dùng một cái khoảng lặng để mà tri ân. Trước hết là những bậc nhạc sĩ lão thành đã đi trước đó, đã gợi mở cho mình những cái con đường mà để mình tiếp nối. Và thứ hai là nhằm tri ân những cái vùng miền, cái vùng đất trên lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam đã cho mình một chất liệu để mà mình sáng tạo, tiếp tục gặt hái được những cái tác phẩm về âm nhạc mà có cái thành quả ngọt ngào như ngày hôm nay. Xanh xanh miền quan họ, lũy tre ngàn đường đê uốn quanh, nghiêng nghiêng cầu rêu đá, mặt hồ in bóng cau rơi thêm. Khuya ánh trăng lọt sông đào, tiếng đằng nguyệt đưa ngón tay đan. Áo tứ thần nàng diễm kiều, khăn mò quả chít nón quay thao. Lời ca trên miền quan họ gửi điều gì gieo mối duyên tơ, chuông ngân mái chùa ban sơ, vườn dâu gió xe lá đa. Nghe hương thơm rạt trên đồng, khẽ chạm lòng lưu nhớ trong tranh. Hội lim đã về rồi lỡ hẹn bài thơ, bỏ quên mạn thuyền. Người về em trả cho về, em cầm vạt áo em để bài thơ. Người về để nhớ để thương, mảnh hương chiếc lược vành khăn ứng hờ. Người về em dặn đôi nhời, yêu em thì chớ đứng ngồi với ai. Xanh xanh miền quan họ, lũy tre ngàn đường đê uốn quanh, nghiêng nghiêng cầu rêu đá, mặt hồ in bóng cau rơi thêm. Khuya ánh trăng lọt sông đào, tiếng đàn nguyệt đưa ngón tay đan. Áo tứ thần nàng diễm kiều, khăn mỏ quả chít nón quay thao. Lời ca trên miền quan họ gửi điều gì gieo mối duyên tơ,
chuông ngân mái chùa ban sơ, vườn dâu gió xe lá đa. Nghe hương thơm giạt trên đồng, khẽ chạm lòng lưu nhớ trong chênh. Hội lim đã về rồi, lỡ hẹn bài thơ bỏ quên mạn thuyền. Nghe hương thơm giạt trên đồng, khẽ chạm lòng lưu nhớ trong chênh. Hội lim đã về rồi, lỡ hẹn bài thơ bỏ quên mạn thuyền. Vừa đến với quý vị và các bạn là tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân trong bài Nhớ về miền quan họ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học. Anh Quốc Học này, Bảo Trang được biết là anh sinh ra và lớn lên tại Đắk Nông và sau này thì cũng làm việc và gắn bó với Đắk Nông nữa. Thế nhưng mà anh viết về những miền quê hương khác của Việt Nam cũng rất là đa chất đấy ạ. Có thể nói mình là một con người rất là may mắn khi được hoạt động trong đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Nhưng các ngành nghề này là có quan hệ mật thiết với nhau. Và trước hết là mình là một kiến trúc sư đã. Thì đối với kiến trúc vùng miền, kiến trúc địa phương là một cái bộ môn là mình rất là mê. Khi mà còn ngồi trên ghế của giảng đường đại học, khi mà ra va chạm với cuộc sống, với thực tế về những cái thiết kế và kiến trúc, đó là một cái dịp rất là tốt để mình có sự cọ sát về văn hóa, hiểu sâu hơn. Từ đó mình cũng là một người nghiên cứu về văn hóa nữa, nên là các cái chất liệu vùng miền, về những ngôn từ, về những giai điệu, khi mà bắt gặp thực tế, nó được cụ thể hóa bằng những cái tác phẩm âm nhạc, thì mình cũng rất là vui về những cái ca khúc này đã được khán thính giả đón nhận từ nhiều năm nay. Đó là một sự tiếp lửa để mà mình gặt hái được thành công như ngày hôm nay. Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học, bà Trang mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc của anh, Quảng Trị Hóa Thơ Miền Đất Lửa, qua tiếng hát của ca sĩ Linh Kiều. Hương đất mẹ trắng siêu đường mòn, oằn vai chờ gánh cát bay. Dòng sông Thạch Hãn cắm sao nhớ chiều Cần Vương, câu giá gạo dòng Hiếu Giang, kim long rượu mới giọt nồng, vang tiếng gà ran hồn nước, vọng ai tự chiêu hồn. Vịnh linh tới những luống rau,
phương sao đất mẹ hồn phố mới, mồ hôi thấm xanh đồng gửi năm tình đời cát miền Quảng Trị can Có thể nói là Nguyễn Quốc Học có sức sáng tạo rất là dồi dào, không chỉ ở mảng âm nhạc mà anh còn rất thành công và để lại dấu ấn trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Mình là một người là ham đọc sách từ nhỏ, đến nay mình vẫn giữ cái thói quen và cụ thể hóa bằng những đầu sách, bằng những cái tập thơ về mặt kiến trúc hay là hội họa, các cái lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên đều có chung một điểm chung, đó là đi tìm cái chân thiện mỹ, và từ cái điều tâm nguyện đó nên là các lĩnh vực mình tham gia hiện nay, mình luôn luôn sống hết mình bằng cái cảm xúc chân thật nhất đối với nghệ thuật, kể cả về sách, thơ hay là kiến trúc. Thì từ đó giúp cho mình đó là diễn tả những cái cảm xúc chân thật của mình, bằng cái điều chân thật của mình, sao cho đều mang đến một cái giá trị mà mình cũng may mắn được mọi người đón nhận những cái tác phẩm đó bằng cái niềm an lạc cũng như là hạnh phúc. Và sống trên vùng đất Tây Nguyên, Đại Ngàn, nơi mà ai đến một lần rồi thì cũng sẽ khó mà quên được, thì anh mong muốn để lại dấu ấn của mình trong các sáng tác nghệ thuật như thế nào? Trước hết mình là một người con của Tây Nguyên, mà cụ thể là vùng đất Gia Nghĩa, Đắk Nông, nằm trọn trên cái cao nguyên Mơ Nông rất là xinh đẹp. Thì mặc dù là gốc gác ông bà tổ tiên của mình là ở Quảng Ngãi, nhưng chính cái mảnh đất Đắk Nông này, từ lúc mình lọt lòng đến lúc hiện tại, vùng đất này có một dấu ấn rất là đặc biệt trong cái tâm khảm của mình, như một cái người mẹ cho mình một cái chất liệu bằng cái sức làm việc cũng như là tiếp lửa cho mình trên những hành trình mà mình đã đi qua. Thì từ cái văn hóa thổ nhưỡng cũng như là những cái giá trị mà cái vùng đất này mang lại rất là to lớn, bao dung
để mà mình thực hiện những sáng tạo về mặt nghệ thuật. Thì trong tương lai, mình tâm nguyện như thế này, mình sẽ còn làm rất là nhiều điều nữa. Dự định thì rất là nhiều nhưng mà không biết là sức làm việc tới đâu. Tuy nhiên mình bằng cái dòng máu của người con Tây Nguyên, mình luôn cháy hết mình để trả ơn cái vùng đất này cũng như là mọi người đã dành tình cảm cho mình trong suốt cái hành trình mà mình đã đi qua và có những cái thành công như hiện tại. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học đã có những chia sẻ với thính giả của VOV về những sáng tác của anh. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm nghe tôi tâm sự. Và trước khi chia tay, xin gửi tặng quý vị một ca khúc về vùng đất Tây Nguyên mà gắn bó suốt cái hành trình sáng tạo văn hóa của tôi. Đó là ca khúc là Đắk Lắk Lời Ru Đại Ngàn, qua sự thể hiện của ca sĩ Doremit, cũng là một người con của Tây Nguyên, để mọi người cảm nhận rõ hơn về các cái sắc màu văn hóa trên cái mảnh đất Tây Nguyên. Nơi thảo nguyên xanh bao la, hồ lạc loang gọi chiều, mẹ điều con trên vai, nhịp chảy đưa nhà dài, vòng xoang đung đưa ngọn chư giang xin, vòng xa xăm gợi nhớ. Đêm sự thì ta đi tìm thân mặt trời, chuyện đàm san nhắc nhở về cội nguồn, trôi về Buôn Đôn đàn voi ru đại ngàn, cần rìu vít cao dòng Serepong ngược lối. Ơi mùa cà phê Buôn Ma Thuột nồng nàn, dòng Krông Na thủy chung đời mẹ, cuộn trào Krông Nô tình cha còn mãi. Nơi tôi chào đời mùa dạ quy dập vàng, rừng cao su nhựa tràn xây trời Đắk Lắk, nhịp chiêng ngân gọi gió miền cao nguyên còn trong tôi. Nguyên xanh bao la, hồ lạc loang gọi chiều, mẹ điều con trên vai, nhịp chảy đưa nhà dài, vòng xoang đung đưa ngọn chư giang xin, vòng xa xăm gợi nhớ. Đêm sự thì ta đi tìm thân mặt trời, chuyện đàm san nhắc nhở về cội nguồn, trôi về Buôn Đôn đàn voi ru đại ngàn, cần rìu vít cao dòng Serepong ngược lối. Ơi mùa cà phê Buôn Ma Thuột nồng nàn, dòng Krông Na thủy chung đời mẹ, cuộn trào Krông Nô tình cha còn mãi. Nơi tôi chào đời mùa dạ quy dập vàng, bụi đường
rừng cao su nhựa tràng, xây trời đắc lăng nhịp chiêng ngân gọi gió miền cao nguyên còn trong dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin tạm dừng tại đây. Nội dung của chương trình được đăng và phát lại trên trang web vov5.vn phần tiếng Việt. Quý thính giả quan tâm có thể nghe lại tại địa chỉ này. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Kim Lan Bảo Trang và kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.